Dạ em xin chào các anh và các bạn thân mến. Dạ thì từ đây về sau á thì em thường hay quay ban đêm. Vì ban ngày em mắc đi sửa điện cơ đó, quắn motor này kia cái nọ, làm công chuyện nó rất là nhiều, cho nên không có thời gian quay ban ngày cho các anh và các bạn xem. Với lại em thấy quay cái bối cảnh ban đêm như thế này em thấy nó nhìn nó cũng khá là rõ, nó không có thua kém ban ngày gì đâu. Thì mấy anh cũng thông cảm giùm em ha. Thì em sẽ nói bằng cái lời thì các anh và các bạn nghe và hình dung ra rồi thì cũng dễ hiểu, chứ không cũng không khó gì đâu ha các bạn. Thì tất cả các cây mai nhà của em hồi chiều hôm qua đó, em có tưới qua cho nó hết một cữ rừng rễ cộng với humic. Thì ngày hôm qua là ngày 24 tháng 8 âm lịch, coi như là đầu tháng 9, có nghĩa là tháng 9 đi ha. Thì em đã tưới qua cho nó một cữ rừng rễ với humic để giúp cho bụi rễ mình nó phát triển và nó tạo nụ chắc khỏe hơn các bạn. Thì mấy video trước em thường hay nói với các anh và các bạn, đối với những cây mai nào mà mình muốn tạo nụ cho nó thì bắt đầu từ đây cho tới cái ngày lặt lá thì cái phần bộ toàn bộ lá của nó mình không cần cho nó đẹp nữa, có nghĩa là bộ lá mai của mình đẹp hay xấu không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu cây mai mình nó có bệnh, có sâu, có bọ chỉ thì mình vẫn phun bình thường ha các bạn. Tuần lễ 10 bữa, nửa tháng hoặc là 20 ngày mình phun một lần, tùy theo cây mai của mình nó có sâu nhiều ít hoặc là bệnh nhiều ít đó. Nếu như bệnh nhiều, tuần lễ 10 ngày mình phun một lần, còn nếu bệnh ít thì nửa tháng hoặc là 20 ngày mình phun một lần ha các bạn. Nói chung là từ đây tới ngày lặt lá thì bộ lá cây mai của mình, đối với những cây mà tạo nụ muốn có nụ thì không cần phải đẹp nữa, mình phải cần làm cho nó khừ lại, có nghĩa là cây mai nào mà bộ lá nó quá xanh quá đẹp và nó đang phóng đọt đó thì mình cần làm cho nó khừ lại, cho nó không còn đi đọt nữa, để bắt đầu từ bây giờ cho nó tạo nụ tốt đẹp hơn, để cây mai mình Tết nụ nó mới đạt ha các bạn. Và màu sắc nó cũng phải đẹp hơn nữa, màu vàng óng ánh hơn nữa. Còn cây mai mà lá nó quá xanh quá đẹp và nó phóng tược mạnh thì Tết bông nó sẽ không có hiệu quả ha, bông nó dợt nó lợt, nhìn nó rất là kỳ ha các bạn. Thì trên màn hình của em là một cây mai này bộ tàn nó rất là nhiều và nó cũng còn phóng đọt lai dai nè. Thì bên trong này hiện tại bây giờ nó cũng có rất là nhiều nụ nhưng mà nó còn rất là nhỏ. Thì mấy anh đã quan sát qua, mấy anh thấy cái mai này nụ nó còn rất là nhỏ. Thì đối với những cây mai nụ nhỏ hoặc là chưa có nụ hoặc là nó đang phóng đọt như thế này nè mà tàn nhiều như thế này, lá nó vẫn xanh như thế này, vậy thì mình phải cần phải chăm sóc cho nó, bộ lá nó khừ lại. Thì mình làm như thế nào để cho bộ lá nó khừ? Ví dụ như chỗ ở của mình mà mưa quá nhiều á, mưa ngày mưa đêm, nói chung là năm nay cái thời lượng mưa rất là nhiều các bạn, và cây mai năm nay tạo nụ nó khó hơn vì nó phát triển rất là mạnh đối với những cây mai zin ha. Còn mấy cây mai ghép thì nó tạo nụ ngon lành hơn và nó ít đi đọt hơn, vì cây mai ghép nó khó nuôi hơn là cây mai zin, cho nên nó tạo nụ thì tốt đẹp hơn so với cây mai zin ha các bạn. Thì mấy anh hãy xem kỹ trong video này, em sẽ nói cái cách mà mình làm cho cây mai mình nó khừ bộ lá lại, nó đi giảm đi đọt lại nè. Khi mà em đã nói trong video này rồi mà mấy anh không coi kỹ video, mấy anh bình luận phía dưới thì em sẽ không trả lời ha. Anh thông cảm vì công việc của em rất là nhiều á, cho nên mấy anh thông cảm giùm em, mấy anh phải chịu khó xem giùm em ha. Thì bây giờ về cái cách bón phân cho những cây mai zin hoặc là cây mai ghép, mai nào mà chưa có nụ đó mà nó còn đang đi đọt, lá còn xanh, thì mấy anh bón phân cho nó có cái hàm lượng kali cao lên một chút, cao lên một chút thôi chứ không phải là siêu kali ha các bạn.
thì để bón phân cho những cây mai tàn nhiều lá xanh không đọt như thế này, hoặc là nụ nhỏ như thế này, hoặc là nhầm cây không có nụ, thì nó có hai cái cách bón, và trong hai cách bón này nó có hai cái loại phân để mấy anh lựa chọn ra mấy anh bón. Mấy anh nghe kỹ giùm em ha. Thì một là mấy anh đi lại tiệm mua phân bón NPK, nó có công thức là 15 5 20 nè. Nếu mấy anh mua 15 5 20 không có thì mấy anh có thể là mua 15 5 17 ha. Nếu như mấy anh mua 15 5 17 không có thì mấy anh có thể là bón 3 số 15 ha. Thì hai cái công thức đầu tiên mà em nói đó là nó có cái hàm lượng là kali nó hơi cao hơn so với thằng thằng đạm và thằng lăng. Vì đối với những cây mai mà lá xanh không đọt, nụ nhỏ nụ ít thì chỉ có thằng kali nó mới kìm hãm lại cái sự phát triển của đọt như thế này, và nó mới tạo nụ ha. Thì mấy công thức mới nãy em vừa nói đó, đó là mấy công thức làm cho cây mai mình nó chậm tiến triển phát triển lại, khừ cái bộ lá lại đó, để cho cây mai mình tập trung tạo nụ tốt đẹp hơn. Thì mấy cái công thức mới nãy là bón dành cho những cây mai zin chỗ ở mình mưa nhiều phóng đọt nhiều, thì mấy công thức đó là phù hợp với các bạn. Rồi cái mấy cái công thức mới nãy em vừa nói đó là nó tùy theo cái địa phương, tùy theo cái chỗ ở của mình mà mua. Ví dụ như chỗ ở của em nè, em mua mấy công thức đó là không có các bạn, vì chỗ ở của em là trồng lúa là nhiều. Mấy công thức mới nãy em nói đó là ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Long An, những chỗ nào mà trồng cây ăn trái nhiều mới có bán mấy công thức đó ha. Còn chỗ của em, chỗ ở của mấy anh á, mà không có mấy công thức đó thì em sẽ chia sẻ với các anh và các bạn một cái cách bón thứ hai nữa. Một cách bón thứ hai nữa là nó cũng khá là đơn giản. Thì mấy anh có phân kali đơn á, mấy anh giải xuống gốc nè, giải sườn sườn ra, giải sườn sườn ra giống như là xả lúa vậy các bạn, hoặc là mấy anh ngâm tưới ha. Mấy anh trồng ít cây thì mấy anh nên ngâm tưới cho cây mình nó mau hấp thu hơn. Còn mấy anh mắc bận công việc hoặc là mình trồng quá nhiều thì mình chọn cách giải cho nó mau lẹ hơn. Thì nói chung cái cách giải thì nó không bằng cách ngâm ha các bạn. Rồi khi mà mấy anh giải rồi đó thì khoảng 10 đến 15 ngày sau mấy anh bón 16 16 8 vào cho nó một cử. Nếu mà mấy anh không có 16 16 8 thì mấy anh có thể là bón 3 số 15 cũng vẫn được. Đó là trường hợp cách bón thứ hai dành cho những chỗ, những địa phương nào mà không có ba công thức của NPK đầu tiên mà em nói đó các bạn. Thì tất cả mấy cây mai nhà của em á, cũng còn một hai ngày nữa là tới cử bón phân rồi. Chừng nữa em sẽ ra một cái video nữa thực hành bón thực tế cho mấy anh và các bạn xem luôn. Còn bây giờ em ra trước như thế này chỉ dành cho những anh nào mà đã tới cử bón rồi đó, thì mấy anh có thể xem qua video này, mấy anh có thể là mua về bón trong các cây mai nhà của mình ha. Còn mấy anh muốn đợi em bón thực hành thì một hai ngày nữa em mua phân về rồi á, em sẽ thực hành cho mấy anh và các bạn coi luôn. Còn mấy cây mai mà lá nó bị nhện đỏ ăn và lá nó rất xấu như thế này, lá nó già như thế này mà bên trong nụ của nó rất là nhiều và rất là to, thì mấy cây mai này, mấy công thức mới nãy á, thì không phù hợp dành cho mấy cây mai này ha các bạn. Để em cho các anh và các bạn coi một cây mai này nữa. Đây, cây mai này em làm biếng quán tàng nè, để thấy luôn nè. Thì mấy anh quan sát bộ lá nó rất là xấu vì nó bị nhện đỏ ăn ha. Nhưng mà bên trong của nó nụ rất là nhiều và rất là to luôn nè. Thấy mấy anh nụ không? Thì mấy công thức mới nãy em vừa nói đó là không phù hợp cho những cây lá già, nụ to như thế này các bạn. Mấy cái thằng mà lá già nụ to này quan trọng nhất là cái lượng nước tưới hàng ngày của mình. Một ngày mình tưới nó một cử để giữ cho bộ lá mình xanh 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 xanh, đừng để cho nó già
trước Tết ha, thì nếu mà nó già trước Tết á, thì bắt đầu nó sẽ rụng lá rồi nó có khả năng là nó nở trước Tết hết các bạn. Còn về bón phân á, thì nó có hai công thức, mình bón 3 số 15 vẫn được nè, hoặc là 3 số 17 vẫn được, hoặc là 16, 16, 8 cũng vẫn được nữa các bạn, nhưng mà mình bón loãng thôi ha các bạn. Ví dụ như hồi lần mình 100 gram mình ngâm cho 20 lít nước, bây giờ thì mình lấy 50 gram hoặc là 60 gram mà ngâm cho 20 lít nước mình tưới, nhưng mà tháng mấy, 2 tháng mình mới tưới lần, quan trọng nhất là cái lượng nước tưới. Vì anh thấy nụ rất là to. Ồ. Dạ rồi, thì nãy giờ em nói như vậy đó, thì mấy anh cũng đã hiểu rồi. Nếu như trong video này em chia sẻ dễ hiểu và thực tế như vậy đó, thì mấy anh cứ thương em thì hãy cho em một like, và anh nào mà chưa đăng ký đó thì hãy đăng ký ủng hộ giùm cho em nha. Thì từ đây đến Tết em sẽ ra video thường xuyên lên để mà chia sẻ lên cho các anh và các bạn xem cái cách mà mình tạo nụ cho cái mai, rồi cái cách mà mình chăm sóc mai làm sao cho nó hiệu quả nhất đó các bạn. Đã rồi thì cứu video thì em xin chúc các chú các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ em xin chào chú anh và các bạn.